Mời quý tăng quyến lên trên ghế đầu ngồi ạ. Dạ ngồi trong ghế ạ. Dạ ngồi trong ghế. Dạ. Dạ mời quý vị an tọa. Kính thưa cha chánh xứ và chủ sự, quý tu sĩ nam nữ, quạ tang quyến, cộng đoàn và quan khách, thay mặt cho tang quyến hôm nay xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành một chút thời giờ trước là để cùng thăm viếng, cầu nguyện và chia sẻ với gia đình bà cụ Teresa Văn Thị Nhất chiều nay, và sau là để chứng kiến nghi thức phát tang và an táng cho gia đình cụ. Kính thưa quý vị, nghĩa tử là nghĩa tận. Với sự hiện diện và lòng hiệp ý cầu nguyện, quý vị đã nói lên lòng trọng kính, sự thương yêu, đùm bọc và chia sẻ đối với một người giáo dân trong cộng đoàn cũng như một người thân của chúng ta mới qua đời. Hy vọng rằng sự hiện diện của quý vị hôm nay sẽ là những ngọn lửa để sưởi ấm và làm dịu một phần nào những đau thương trong lòng gia đình tang quyến trong thời gian khó khăn này. Và bây giờ, tôi xin phép được thông báo chương trình nghi thức phát tang và an táng cho bà cụ Teresa Nhất như sau. Trước hết, sẽ có phần giới thiệu tiểu sử của bà người quá cố, sau đó là nghi thức phát tang và an táng của giáo xứ. Sẽ được cha chánh xứ Nguyễn Anh Tuấn và sự cộng tác của thầy phó tế thể chủ sự, nghi thức phát tang sẽ được cử hành trước gần cung thánh và sau đó là phần đón tiếp linh cửu và sửa soạn thánh lễ. Sau khi tang quyến đã thắt khăn tang xong, đi xuống cuối nhà thờ và đứng sau linh cửu, cha Tuấn sẽ tiếp đón linh cửu và làm phép quan tài ở cuối nhà thờ trước khi di chuyển quan tài lên trên gần cung thánh và bắt đầu thánh lễ. Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay có bài đọc một và lời nguyện giáo dân sẽ được tang quyến chia sẻ. Phục vụ thánh ca hôm nay sẽ do ca đoàn các thánh tử đạo phụ trách. Phần phân ưu sẽ được tổ chức sau phần rước mình thánh Chúa và sau đó là lời cảm tạ của tang quyến. Để bắt đầu chương trình, trước khi tôi mời cha Tuấn bắt đầu nghi thức phát tang, tôi xin đại diện cho tang quyến để chia sẻ cùng quý vị một vài dòng tiểu sử về bà cụ Teresa Nhất. Bà cụ Teresa Văn Thị Nhất sinh năm 1931 tại Duy An, Duy Xuyên, Quảng Nam, lúc 21 tuổi. Bà kết hôn cùng ông Nguyễn Văn Tâm. Hai người có 5 người con, 2 trai và 3 gái. 5 người con đó đã cho ông bà Tâm và Nhất được 6 cháu nội và 9 cháu ngoại. Người con cả là anh Nguyễn Văn Chánh và hai cô con thứ là chị Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Cúc, cùng với các dâu rể và các cháu của ba chị em đều đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Bà còn hai người con nữa là chị Nguyễn Thị Hiếu và anh Nguyễn Văn Nhơn,
đã theo ông và bà Tâm sang Mỹ định cư năm 1994. Chị Nguyễn Thị Hiếu cùng chồng và hai con hiện đang sinh sống tại Lynnwood, Washington. Anh Nguyễn Văn Nhơn đã qua đời tại Mỹ vào năm 2014. Hai người con của anh là cháu nội của bà Teresa Nhất, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Chị Kiều Trinh, người lo liệu cho buổi tang lễ hôm nay, là con gái của người trưởng Nam Nguyễn Văn Chánh và là cháu nội của bà Teresa Nhất. Thưa quý vị, bà Teresa Nhất xuất thân từ một gia đình ngoại đạo. Bà trở thành con của Thiên Chúa và sát nhập giáo xứ Trà Kiệu sau khi kết hôn cùng ông Tâm năm 1953. Sau khi sang định cư tại Mỹ, ông và bà đã sống tại Tacoma và gia nhập cộng đoàn Thánh Giuse cho đến ngày bà tạ thế. Khi còn sống, bà Teresa Nhất thích đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Bà cũng rất thích đi chơi và tham gia các nhóm hội khi điều kiện sức khỏe cho phép. Bà là hội viên của hội Người Duy Xuyên. Đó cũng là cách để bà kết nối với những người đồng hương nơi quê nhà. Thưa quý vị, vì điều kiện sức khỏe, ông Tâm đã trở về Việt Nam vào năm 2017 để con cái tiện việc coi sóc. Trước khi COVID-19 bùng nổ, cứ vài năm bà Teresa trở về Việt Nam thăm gia đình và con cháu. Bà thường về Việt Nam vào tháng 5 khi có đại hội hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Bà thích đọc kinh trưa tại nhà thờ núi và đi đọc kinh tối tại các nhà giáo dân trong xóm. Lần cuối cùng của bà về Việt Nam vào đầu năm 2019, bà quay lại Mỹ với một ý tưởng là sẽ sắp xếp mọi việc yên ổn để rồi về Việt Nam định cư, cầu nguyện, đọc kinh, đi lễ và sống gần con cháu trong những quãng đời còn lại của bà. Nhưng vì sự cách ly và giãn cách trong xã hội, vì không có chuyến bay về Việt Nam và vì điều kiện sức khỏe không cho phép, tất cả những dự tính của cụ Teresa Nhất đã đều trôi theo mây khói và không thể thực hiện được. Và bà cụ đã được Chúa gọi về họp mặt Ngài vào ngày 1 tháng 7 tại Tacoma, Washington này. Đó là một vài dòng tiểu sử của bà Teresa Nhất để chia sẻ cùng quý vị. Và giờ đây, con xin mời cha Tuấn bắt đầu nghi lễ phát tang cho gia đình cụ Teresa. Xin quý ông bà và anh chị em đứng, chúng ta cùng hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ban, đoái nghe lời con thiên tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người ban cho trí hồn con ơn biến khôn ngoan, tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn chúng thành. Nguyện xin Chúa ngôi ban, đoái nghe lời con thiên tha,
tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Vì chúng ta không có sách nên không có theo được, nên tôi sẽ làm ngắn gọn. Nên vì vậy chúng ta bỏ nghi thức trước đọc kinh cũng tốn khoảng 15-20 phút. Nên giờ này chúng ta tới giờ chúng ta sẽ làm nghi thức ngắn gọn. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hiếu, chỉ mình Chúa có quyền phép bảo đảm đời sống con người trên trần gian. Và sau khi đã qua đời, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của linh hồn Teresa, và xin Chúa giải thoát linh hồn Teresa khỏi chốn thanh luyện để sớm về với Chúa trong cõi vinh phúc mà Chúa đã hứa ban. Xin Chúa thương nhận lời các tôi tớ Chúa đang cầu nguyện nơi đây và ban cho gia đình Teresa đang u buồn vì tang chế được sự ủi an của Chúa và mẹ Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta tin tưởng rằng tất cả mọi sợi dây ràng buộc chúng ta nên một cuộc sống ở đời này sẽ không bị chia lìa bởi sự chết. Chúng ta cũng vững lòng tin rằng Thiên Chúa luôn luôn ghi nhớ mọi việc lành chúng ta đã làm mà tha thứ mọi tội lỗi chúng ta đã phạm đến Người khi còn sống ở trần gian. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Teresa về nước của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng, sự ra đi của người thân yêu chúng con là linh hồn Teresa, nhắc nhở thân phận yếu hèn, chóng qua, mau hư nát của chúng con trong cuộc sống trên dương thế này. Nhưng đối với những kẻ tin tưởng vào tình thương của Chúa, thì sự chết không phải là chấm dứt, mà là khởi điểm để bước vào ngưỡng cửa vĩnh cửu nước trời. Xin Chúa chiếu rọi niềm tin cùng ánh sáng phục sinh của Đức Giêsu Kitô trong thời gian thanh luyện linh hồn Teresa. Cũng xin Chúa đoái thương, an ủi, nâng đỡ tâm hồn những kẻ đang khóc thương người quá cố. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giải khăn tang này biểu tượng cho lòng hiếu thảo của con cái cháu chắt báo đền ơn nghĩa sinh thành và dưỡng dục của mẹ bà cũng như người thân và của mỗi người thân quyến bày tỏ lòng kính mến tiếc thương đối với người thân yêu đã lìa trần. Ước mong sao mỗi người khi nhận lãnh tấm khăn tang này luôn tưởng nhớ đến kẻ chết bằng những việc hy sinh hãm mình bằng lời cầu nguyện để xin ơn tha thứ từ nơi Thiên Chúa cho linh hồn Teresa mau được phần thưởng nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây tôi mời gia đình lên lãnh nhận khăn tang để chúng ta đeo khăn tang rồi xuống dưới nhà thờ chúng ta bắt đầu nghi thức thánh lễ. Xin mời. Đức Kitô đã phục sinh từ chốn cõi.
Xin quý ông bà và anh chị em hướng về giếng rửa tội để chúng ta chào đón quan tài cũng như nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Chúc tụng Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa là Cha đầy lòng thương xót và là Chúa mọi sự an ủi. Xin Chúa nâng đỡ chúng con trong mọi đau khổ, để chúng con cũng có thể nâng đỡ anh chị em chúng con đang buồn sầu bằng chính an ủi mà chúng con được đón nhận nơi Chúa. Xin Chúa ban phép lành thi thể của linh hồn Teresa với nước thánh, nhắc nhở bí tích rửa tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã cùng chịu mai táng với người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Ngài, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với người trong cùng một sự chết giống như sự chết của người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với người trong sự sống lại giống như vậy. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi tớ Chúa là Teresa nhất mặc lấy Đức Kitô. Vậy xin cho Teresa cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô hiện đến. Giờ đây chúng ta sẽ rước quan tài lên bàn thờ để chúng ta bắt đầu trong thánh lễ. Gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong hồ xưa cũng mơ. Nhân tôi đứng với tình người, đưa tôi vào đời ca hát. Dân tôn hô, tôi thân về phố, khi dân si chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay Teresa là người tin hiệu Chúa và là người chị em của chúng con, đã cùng an giấc với Đức Giêsu, Con một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại,
Chúa cũng sẽ cho Teresa được cùng sống lại với người. Vì vậy, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho Teresa được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hàng sông và hiền chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài đọc 1. Bài trích thích ngôn sứ Isaia. Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon. Thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm trên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Và trên toàn cõi đất, người sẽ xóa nỗi ô nhục của người, dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng đợi trong người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đồng là đồng cỏ tươi, đồng cỏ Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Có suối ngọt, có non xanh gì, tôi nay còn thiếu thốn chi. Vui thay mà cũng phúc thay, chân tôi theo nẻo chính. Chúa thương tôi như con người ngài, để tôi lấy lại sức. Chúa đưa về suối đời đời. Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt có non xanh gì, tôi nay còn thiếu thốn chi. Vui thay mà cũng phúc thay, tôi an tâm vững chí. Dẫu qua nơi âm u hại hùng, lòng tin tưởng tuyệt đối, thấy côn trường Chúa làm mừng. Đồng là đồng cỏ tươi, đồng Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt có non xanh gì, tôi nay còn thiếu thốn chi. Vui thay mà cũng phúc thay, mâm cao lương đã sẵn, chén rượu bồ đào đầy vơi đầy. Đầu tôi sức dầu thánh, tiến lên đền thánh hàng ngày. Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt
Phật có nón xanh gì, tối nay còn thiếu thốn chi, vui thay mà cũng phúc thay, vui thay là đồng cỏ tươi, Chúa chân đã chấm tôi vô nghi ngơi. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Kitô nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà của cha thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thầy đã nói với anh em rồi, vì thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì thầy sẽ trở lại đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, thì làm sao chúng con biết được đường? Chúa Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha, với Chúa Cha mà không qua Thầy. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin mời quý ông bà và anh chị em ngồi. Trước tiên, tôi xin được chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em tới cùng hiệp dân lễ phát tang cũng như nghi thức phải làm phép xác cũng như trong thánh lễ an táng này. Quý ông bà và anh chị em cũng biết tuần vừa qua, trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta cầu nguyện cho linh hồn bà cụ Teresa. Rất là nhiều người hỏi tôi, bà cụ chết lúc nào, làm sao không thấy nghe nói đám tang như thế nào, ơn cũng như information như nào. Tôi nói tôi không biết, tôi cũng không biết ai để liên lạc, tôi cũng không biết ai để gọi là nói chuyện với, hỏi mọi người ai cũng không có biết được. Nên vì vậy tôi rất ngạc nhiên là chị Trinh, là cháu của bà, gọi cho tôi nói rằng chị Phương ở nhà quàng cho chị số điện thoại cell phone của tôi để gọi. Nên vì vậy tôi phải nhờ anh Lương, tại anh đã tuyên bố cuối tuần vừa qua là anh đã kết thúc nhiệm vụ mà làm công việc của cộng đoàn giáo xứ. Tôi nói anh chị ơi, giúp một chút đi để cố gắng làm công việc này cho Chúa. Nên anh cũng như là đứng ra mời gọi mọi người. Tôi chân thành cảm ơn Thầy Phó Tế, Ca Đoàn, các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em khi biết tin tới đây cùng hiệp dân thánh lễ này. Tôi nghĩ rằng là bà cụ Chúa lo cách rất đặc biệt. Cộng đoàn không biết được người thân để liên lạc, nhưng Chúa cũng đã đưa bà tới, có người biết được
tên thánh của bà cũng cầu nguyện trong tuần vừa qua cho linh hồn Teresa. Khi tôi nói với chị Trinh, nói có phải là bà của chị là Teresa phải không? Cộng đoàn giáo xứ các thánh lễ cứ cầu nguyện cho Teresa. Ngay tôi đây tôi cũng không tìm được người nào là để nói chuyện, để liên lạc. Chị nói đúng là bà của con. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em cũng biết rằng khi nghe qua tiểu sử của bà mà anh Lương đọc qua, thật sự bà cũng muốn về Việt Nam khi còn sống để chung sống vì đại dịch. Nên vì vậy đã hoãn lại các chương trình cũng như trong cuộc sống của bà muốn về để ở Việt Nam với con cái nhưng không về được. Tới khi bà mất thì gia đình cũng muốn tìm đủ mọi phương cách để đưa bà về Việt Nam nhưng cũng không tìm được phương cách nào để có thể đưa linh cữu bà về Việt Nam được. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em biết được rất nhiều những khó khăn mà đúng là bà cách rất đặc biệt, có những người cháu, người thân nhân rất đặc biệt lo, cũng như bà luôn luôn được Chúa gìn giữ soi sáng cách đặc biệt. Nên tôi nghĩ rằng chắc thánh lễ an táng chắc được ít người, tôi không nghĩ rằng quý ông bà và anh chị em tới rất đông trong cái buổi chiều nóng nực của mùa hè này, rồi cũng như tới tham dự để cầu nguyện đặc biệt cho bà. Cũng như chúng ta thấy qua các nghi thức mà chúng ta phải gọi là luyện tập in sách này kia mà bà đây đúng là Chúa Thánh Thần hướng dẫn cách đặc biệt. Chúng ta không có cần sách vở gì, gọi là Chúa Thánh Thần linh ứng, chúng ta cứ làm theo Chúa Thánh Thần thì mọi chuyện chúng ta vì tình yêu thương cách đặc biệt. Trong bài đọc 1 chúng ta nghe qua hôm nay trên núi cũng như sách Khôn Ngoan của Isa nói rằng ngày ấy trên núi Đức Chúa các đạo binh sẽ đái dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngây, rượu ngon tinh chế. Trên núi này người sẽ bỏ các chiếc khăn tang che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thường sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Nếu quý ông bà và anh chị em đọc rất chậm cũng như suy nghĩ, thấy rằng đúng là trong ngồi thánh đường này, khi bà cụ còn sống trước mùa dịch, ở đây anh Châu là người phòng thánh nói rằng bà luôn tới ngồi thánh đường này để đọc kinh, cũng như bà nghe qua tiểu sử của bà rất gần gũi với Chúa. Khi bà được Chúa gọi về cũng lại tới ngồi thánh đường này một lần cuối cùng cùng với con cháu chắt của mình, những người không biết thánh đường này, những người không biết ở chỗ này. Như tôi nói với chị Trinh bảo là có nhà thờ, có thánh lễ hàng ngày, có đọc kinh hàng ngày. Chờ chị Trinh nói là con muốn đọc kinh cho bà con mà nghe nói là nhà thờ đóng cửa. Bảo không có, nhà thờ vẫn có mở cửa, vẫn đọc kinh cầu nguyện, vẫn hàng ngày có các thánh lễ. Nếu chị muốn thì đưa bà tới để cùng hiệp dân thánh lễ, để cũng như cầu nguyện đặc biệt cho bà. Đúng, bà đã được ý nguyện của bà như bà mong muốn. Cũng như trong bài tin mừng mà chúng ta nghe qua hôm nay theo Thánh Gioan, anh em đừng xao xuyến. Nếu nghe qua câu chuyện của bà luôn luôn ước mong về Việt Nam, chắc rằng mọi người đều xao xuyến, chắc ở Việt Nam cũng vậy. Trong giây phút này muốn có đám tang, muốn có các nghi lễ, nhưng ở Việt Nam bây giờ bệnh dịch quá trời quá đất luôn. Nên vì vậy
bà lại được cái may mắn ở đây chúng ta quây quần bên bà để dâng thánh lễ, cũng như có những nghi thức rất đặc biệt, không tính, không muốn mà lại xảy ra. Đúng là mọi chuyện thánh ý Chúa làm rất kỳ diệu. Tôi chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Khi nghe qua lời Chúa chúng ta suy niệm, chúng ta cảm thấy rằng nhiều khi chúng ta lo lắng rất nhiều việc, lo chuyện này, lo chuyện kia. Nhưng thật sự Chúa đồng hành với chúng ta qua rất nhiều giai đoạn. Đúng, cộng đoàn giáo xứ trong thời gian chuyển tiếp này, như tôi đây chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, các ban ngành cũng như các hội đoàn trong thời gian reopening này, khi bệnh dịch qua, chúng ta có vaccine, có chích ngừa, bắt đầu các sinh hoạt trở lại, nên rất là lo lắng như thế nào, làm sao các nghi thức, cũng như nếu có đám tang thật sự như hôm nay mà chúng ta được vào cái normal, thì nó có là trên quan tài có phủ chiếc khăn trắng, rồi đủ mọi chuyện chúng ta làm theo nghi thức. Nhưng trong mùa đại dịch, chúng ta vẫn còn phải đeo khẩu trang, chúng ta không phải distancing, nó reopening cho chúng ta rất nhiều. Nhưng thật sự, nếu chúng ta có lòng tin vào Chúa, Chúa luôn đồng hành giúp cho chúng ta mọi hoàn cảnh. Nên khi ông Thomas đây thấy, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em, nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Thomas nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, thì làm sao chúng con biết được đường đi? Chúa Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Niềm tin vào Chúa là người hướng dẫn. Chúa Giêsu là con đường, là sự thật, đưa cho chúng ta nguồn an ủi rất đặc biệt trong những giây phút lo lắng, buồn phiền, khó khăn. Chúng ta lại cảm nhận được một nơi cộng đoàn đầy tình yêu thương. Mọi người rất bận rộn trong công việc làm, nhưng cũng tới ngồi thánh đường này để cùng hiệp dâng thánh lễ, để tiến đưa linh hồn Teresa về với Chúa một ngày rất đẹp trời ở tiểu bang Washington này. Teresa, bà Nhất cũng sẽ về tụ họp với gia đình qua lời cầu bầu đặc biệt của Thánh Giuse là quan thầy cộng đoàn, cũng như năm Thánh Giuse. Xin Chúa che chở đặc biệt cho gia đình trong giây phút này, cũng như xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây. Anh chị em thân mến, chúng ta, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, và Người đã sống lại từ cõi chết để tiêu diệt sự chết. Chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin cho Hội Thánh luôn trung tín rao giảng Đức Kitô đã chết và sống lại để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong thế giới hôm nay khi đối diện với sự đau khổ, sự dữ và sự chết, tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời rao giảng của Hội Thánh Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng. Nhờ hồng ân của thánh lễ có thể tẩy xóa lỗi lầm, xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi mà linh hồn Teresa đã trót phạm vì bản tính yếu đuối của loài người khi còn sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Linh hồn Teresa đã rước mình vào máu thánh Chúa là bánh hằng sống. Xin cho linh hồn Teresa được sống lại ngày sau hết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho những người thân yêu của linh hồn Teresa đang trong cảnh tang tóc buồn sầu. Xin Chúa ủi an nâng đỡ và ban cho họ sự bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời. Xin Chúa chúc lành cho quý linh mục, các tu sĩ cùng toàn thể ân nhân và bạn hữu vì tình thương mà họ đã dành cho linh hồn Teresa và nhất là sự nâng đỡ tinh thần cho tang quyến trong những ngày qua. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu khi làm cho Đức Giêsu Kitô con Chúa sống lại từ kẻ chết. Giờ đây xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con kêu cầu mà ban sức mạnh và nâng đỡ con người yếu hèn của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì Chúa con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với anh cha, để ta lòng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi anh người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu cho Teresa được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, Teresa đã vững tin Đức Giêsu, con Chúa là vị cứu tinh nhân hậu. Thì giờ đây, xin Chúa cho Teresa được thấy rằng Người cũng là vị thẩm phán khoan dung, Người hàng sống và hiến chi muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôi đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đương thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thưa lãnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhập lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin sinh, Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sông và thanh thiến này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và mau con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người.
thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng hiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, các thánh tông đồ và các thánh từ đạo hiền vinh, Thánh Anna và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lư thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Mục Paulo chúng con, cùng toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mắc khắp nơi về với Cha. Lạy Cha, xin nhớ đến Teresa là tôi tớ của Cha mà hôm nay Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như người. Khi người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác món hèn chúng con trở nên giống thân xác sang lang của người. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng khuyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhầm hết thấy vào nước Cha nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Chúa, Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người rơi, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô
đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiền chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa mời vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lần mặn. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi lại thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong có nỗi buồn đêm mai tuổi thơ. Sự sống không bất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn môn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không bất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tan thở, mây tím răng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa thiên ngầm người, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn môn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi.
sâu không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày tròn môn kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, dù sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này vào năm mộ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nán tan đi. Trọn kiếp này ai đi theo đường chư sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống. Từ sâu không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn môn kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, từ sâu không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này nhiều thay đổi mà Chúa yêu thương. Ngày ra từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ai, tiếng Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sâu không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã tự chịu chết để mọi người được cứu rỗi và vượt cõi chết đến cuộc sống mới. Xin lắng nghe lời cầu xin của dân Chúa đang thương khóc và cầu xin cho người thân chúng con đã qua đời. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là thánh thiện và đầy lòng thương xót. Xin tha tội cho linh hồn Teresa qua sự chết của Chúa. Chúa đã mở cửa hàng sống cho những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để linh hồn Teresa phải xa Chúa, nhưng vì quyền năng vinh hiển của Chúa, xin ban cho linh hồn này được ánh sáng, sự vui mừng và ơn bình an trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý vị, và bây giờ là phần phân ưu. Vì không có danh sách và thông báo trước, cho nên tôi mời mạn phép mời tất cả các vị đại diện của các ban, hội, ngành hoặc những cá nhân nào mà muốn lên để phân ưu cùng tang quyến một vài lời. Xin quý vị lên trên cùng thánh để tiện làm việc đó. Và sau cùng, để kết thúc phần phân ưu, đại diện cho Cộng đoàn Thánh Giuse thuộc Giáo xứ Thánh Anna Tacoma, Washington này, tôi xin được chia buồn cùng ông cụ Nguyễn Văn Tâm, anh chị Nguyễn Thị Hiếu và Thái Xuân Dũng, Thái Tuấn Dũng, chị Nguyễn Thị Kiều Trinh và toàn thể tang quyến. Sự ra đi của bà cụ Teresa Văn Thị Nhất là một mất mát lớn lao cho ông cụ, cho
cho các anh chị và toàn thể tang quyến nói chung, nói riêng và cộng đoàn người Việt nói chung, và rất là khó bù đắp lại được. Mong rằng ông cụ Tâm, các anh chị và tang quyến cũng được an ủi một phần nào khi biết rằng bà cụ Teresa của mình đã được Chúa gọi về để cùng họp mặt Ngài. Nguyện xin Chúa giàu lòng từ bi, bác ái, mở rộng tấm lòng và đôi tay để đón nhận, để thứ tha và đưa mau linh hồn bà Teresa về hưởng thánh nhan Ngài. Xin Chúa luôn an ủi, ban bình an xuống cho cụ và các cả tất cả các anh chị em trong toàn tang quyến trong lúc khó khăn này, và xin Ngài luôn che chở, giúp đỡ, gìn giữ và dìu dắt quý tang quyến trong những ngày tháng năm sắp tới. Cộng đoàn Thánh Giuse chúng tôi đồng thành kính phân ưu. Và sau đây, tang quyến sẽ có lời để tri ân và cảm tạ cùng quý vị. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, cháu nội của bà Teresa Nhất, sẽ đại diện tang quyến trước là để có một vài lời cảm kích và tri ân gửi đến cùng tất cả quý vị. Và cùng cơ hội này sẽ chia sẻ với mọi người một bài điếu văn như là một lời vĩnh biệt để diễn tả những tâm tư, những tình cảm, những cảm kích của riêng mình và gia đình đối với một người bà nội thân yêu đã vĩnh viễn ra đi. Mời chị Kiều Trinh. Kính thưa cha quản sứ Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, kính thưa quý vị trong hội đồng giáo xứ cộng đồng Thánh Giuse, kính thưa quý bà con trong cộng đồng giáo xứ Thánh Giuse cùng tất cả bà con, bạn bè thân hữu có mặt ngày hôm nay trực tiếp cũng như gián tiếp qua mạng xã hội Facebook để tiễn đưa bà nội con là bà Teresa về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước hết, xin cho phép con được gửi tới bà nội con lời tri ân cuối cùng trong giây phút biệt ly này. Kính thưa nội, nội kính yêu của con, giờ đây con đứng đây, con gọi nội ơi, nhưng nội đã không thể trả lời con nữa rồi. Con sẽ không bao giờ được nghe những lời dạy bảo từ nội, cũng không nghe được những lời mắng chửi của nội nữa. Không bao giờ con nghĩ, có lúc lại muốn nghe nội trả lời nội ở đây đến thế. Nội đi Mỹ năm con 4 tuổi, con nhớ năm con 7, 8 tuổi gì đó, con viết lá thư, con gửi cho nội. Con nói là đợi con lớn lên, con đi học, con làm kiếm tiền, con nuôi nội. Vậy mà nội nhớ, con qua Mỹ năm 17 tuổi, nội dẫn con đi giới thiệu với hàng xóm. Nội nói cháu nội tôi đó giỏi lắm, có hiếu lắm, mới có chút xíu à, mà hứa là lớn lên nó sẽ nuôi nội. Nhưng mà nội ơi, con xin lỗi, con bớt hiếu, con chưa có nuôi nội một cái ngày nào hết. Con không có vâng lời nội khi nội còn sống. Con cũng hay cãi lại nội. Con vì công việc bận rộn, con đã không có dành nhiều thời gian cho nội, đặc biệt là vào quãng đời cuối cùng của nội. Con biết không phải chỉ riêng con mà mọi người trong gia đình đều cảm thấy có lỗi vì đã không thể ở bên nội trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Mỗi lần con gọi điện cho nội, con hay la nội là nội đi chơi nhiều quá. Nội nói là nội buồn lắm con, nằm ở nhà nội nhớ Việt Nam, nội chịu không có nổi. Tuy là con không có giỏi bày tỏ cảm xúc của con đối với nội, nhưng mà con cũng biết là con có chưa làm tròn bổn phận một người cháu nội. Nhưng nội ơi, con không có quên công ơn trời biển của nội. Con không có quên tất cả những hy sinh của nội dành cho gia đình của con.
con không có quên nội, tuy tuổi già sức yếu nhưng vẫn dậy sớm đi hái dâu kiếm tiền, chắc chiêu từng đồng gửi về cho Việt Nam. Con không có quên nội đi mua từng lon sữa, từng hũ bơ đậu phộng, từng lon thịt hộp để dành để đem về bên đó cho ba con hay là anh em của con vì tụi con thích. Chỉ cần có đứa cháu nào xin cái gì á, là nội đi tìm mua cho bằng được, để dành, đem về cho nó. Những gì mà nội làm cho gia đình con đều không quên. Con xin thay mặt cho tất cả mọi người trong gia đình cảm ơn nội. Cảm ơn vì tình yêu thương to lớn nội đã dành cho chúng con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào. Con cũng xin đại diện cho gia đình xin lỗi nội. Xin lỗi nội vì những lần chúng con làm cho nội buồn. Xin lỗi nội vì chúng con đã không thể chăm sóc nội trong lúc tuổi già sức yếu. Xin lỗi nội vì đã để nội ra đi nơi đất khách quê người khi không kịp quay về cố hương. Nội ơi, nội tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của tôi con, nội nha. Trăm ngàn lời xin lỗi, trăm ngàn lời cảm ơn con biết cũng không bù đắp được sự ra đi của nội, không bù đắp được nỗi ân hận trong lòng của con bây giờ. Con nhớ những ngày bà cháu mình xung vầy cùng nhau. Con nhớ những ngày mình cùng đi chợ. Con nhớ bánh bèo nội làm cho con ăn. Con cũng nhớ lúc nội làm mì quảng rồi đã đợi con về. Con sẽ lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp đó về nội. Để khi con nghĩ về nội, con sẽ nhớ về một người bà tuy khó tính, hơi nhõng nhẽo, rất là thích đi chơi nhưng hết lòng thương yêu con cháu. Nội đừng có lo gì về ông nội hết. Ba mẹ con cùng các cô sẽ chăm sóc cho ông nội thật là tốt. Gia đình mình sẽ yêu thương, đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau. Con hứa con sẽ đem nội về đoàn tụ với gia đình khi điều kiện cho phép. Nội an tâm về với Chúa nội nhé. Rồi một ngày mình sẽ gặp lại nhau trên nước thiên đàng. Tạm nội, tạm biệt nội. Chúng con yêu nội rất nhiều. Kính thưa quý vị, sự ra đi của bà nội con là một mất mát rất lớn đối với gia đình chúng con. Bà nội con sẽ không còn cơ hội để có thể được tham dự thánh lễ trên ngôi thánh đường này nữa. Bà nội con phải xa cách gia đình, bà con trong giáo xứ và bạn bè thân hữu để về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó cũng là quy luật mà mỗi người chúng ta đều phải tuân theo. Sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi. Cuộc sống con người đã được Thiên Chúa ban tặng, cho dù nghèo hèn hay sang giàu, địa vị thấp hèn hay cao quý cũng đều phải chết và chẳng mang theo gì ngoài đôi bàn tay trắng. Người Kitô hữu của chúng ta thì lại khác. Hành trang mà bà nội con mang theo là những lời cầu nguyện mà cha quản sứ, quý sơ cùng toàn thể bà con dâng lên Thiên Chúa để cho bà nội con sớm về được hưởng phúc trời. Chúa phán: ta là sự thật và là sự sống, ai tin ta thì sẽ không chết đời đời. Đại diện cho gia đình con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý sơ, quý vị trong giáo xứ, các ban ngành đoàn thể cùng bà con trong cộng đồng giáo xứ Thánh Giuse. Con cũng xin cảm ơn hai cha quản sứ Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu cùng toàn thể bà con nơi quê nhà đã hiệp lời cầu nguyện cùng với gia đình để bà con được về hưởng nhan Thánh Chúa. Trong cuộc sống 90 năm làm người, bà nội con làm sao tránh khỏi những tội lỗi sai lầm trong cuộc sống. Cuối xin quý vị tha thứ và bỏ qua mọi lỗi lầm bà con đã phạm. Trong lúc tan gia bối rối, nếu có điều gì sai sót, xin quý vị niệm tình tha thứ. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban đầy hồng ân xuống trên gia đình quý vị. Thay mặt gia đình, con xin gửi đến quý vị lời biết ơn sâu sắc nhất của gia đình con. Con xin bái đầu cảm tạ. Con xin hết.
Tôi cũng đại diện cho Cộng đoàn Thánh Giuse Giáo xứ Thánh Anna xin chân thành chia buồn cùng chị Trinh cũng như toàn thể đại gia đình, những người hiện diện nơi đây cũng như những người vắng mặt không thể hiện diện được vì còn đang ở Việt Nam, cũng như cầu nguyện đặc biệt cho tất cả những thân nhân đang ở Việt Nam sẽ vượt qua cơn dịch bệnh coronavirus, vì ở bên đó bây giờ cũng đang là gặp nhiều những khó khăn, thử thách trong cái dịch bệnh này. Cũng xin linh hồn Teresa luôn cầu nguyện đặc biệt cho đại gia đình, giáo xứ, cộng đoàn của chúng ta. Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những anh chị em trong giáo xứ Trà Kiệu cũng như hiện diện nơi đây, vì quý ông bà và anh chị em nhớ tới người thân yêu của chúng ta nên đã tới đưa linh hồn Teresa tới trong các thánh lễ cầu nguyện đặc biệt, đọc kinh rất đặc biệt. Nên khi chị Trinh hỏi tôi nói tôi biết là cầu nguyện cho linh hồn Teresa mà tôi không thấy ai trong gia đình nói chuyện gì, nên tôi không biết là người ta đọc kinh cầu nguyện nhiều lắm. Nên tôi có nói với chị Trinh như vậy. Nên quý ông bà và anh chị em cũng biết bà rất là muốn về Việt Nam, cũng như chị Trinh đây cũng muốn lo lắng để đưa linh cữu về Việt Nam, nhưng vì hoàn cảnh cũng như không thể đưa làm những công việc đó được, mà quý ông bà và anh chị em bỏ thời gian bận rộn để tới hiệp dân thánh lễ cầu nguyện đặc biệt này. Tôi rất cảm động, cũng như cảm động người cháu tuy rằng nhỏ nhưng lo lắng rất chu đáo. Tôi cũng chân thành cảm ơn anh Lương, tuy rằng trách nhiệm rất là nhiều cũng như đã hy sinh xin làm công việc này sau khi nghỉ, cũng như là tất cả ca đoàn cũng như mọi người, thầy phó tế. Giờ đây xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta có nghi thức tiến đưa bà về sự cuối cùng này. Anh chị em thân mến, người thân yêu của chúng ta là linh hồn Teresa đã về an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện phó thác linh hồn Teresa đã trở nên con cái Chúa qua bí tích rửa tội và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thánh của Chúa. Xin Chúa tiếp nhận linh hồn Teresa và cho hưởng phần gia nghiệp như lời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta nữa. Xin cho chúng ta có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang thương khóc bây giờ. Ước gì tất cả được gặp Chúa Giêsu Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. Xin các thánh của Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. Xin thiên thần đến đón tiếp tôi tớ Chúa. Xin đón nhận linh hồn Teresa mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin cho tôi tớ Chúa là linh hồn Teresa mà Chúa Kitô đã gọi ra khỏi đời này được đến với người. Xin đón nhận linh hồn Teresa mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin các thiên thần và các thánh từ đạo Việt Nam của Chúa dẫn linh hồn Teresa tới bên tổ phụ Abraham. Xin đón nhận linh hồn Teresa mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa là linh hồn Teresa được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. Xin đón nhận linh hồn Teresa mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con biết danh Cha đã sáng, được Cha chỉ đến, thì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con,
Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người, Chúa chữa chúng con. Vì Chúa xuống thế, Chúa chữa chúng con. Vì Chúa sinh ra, Chúa chữa chúng con. Vì phép rửa cùng chay Thánh Đức Giêsu, Chúa chữa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên thánh giá, Chúa chữa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu tang sang, Chúa chữa chúng con. Vì Đức Giêsu sống lại, Chúa chữa chúng con. Vì Đức Giêsu lên trời, Chúa chữa chúng con. Vì Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa chữa chúng con. Vì Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang, Chúa chữa chúng con. Đến ngày tân thế, Chúa chữa chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin phó thác linh hồn Teresa cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi nơi tôn nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin tha thứ mọi tội lỗi đã phạm vì sức yếu đuối loài người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin các thiên thần dân đưa linh hồn Teresa vào thiên quang. Xin các thánh tử đạo Việt Nam đón tiếp linh hồn Teresa vào thành thánh Jerusalem mới vinh kiều. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ sống muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Anh chị em lên đường sống lời Chúa được bằng an. Tạ ơn Chúa. Trên con đường về quê mà có con vững một niềm tin.
Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy ra thành trái tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bà thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con. Lạy thánh tử đạo hình nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Lạy bà thánh Anna. Cầu cho chúng con.